Quỳnh Anh xin vướng ồn ào từ cạch mặt Chibu đến hẹn hò thiếu gia, bị tình cũ đá xéo. Quỳnh Anh xin được biết đến là tên tuổi khá đình đám trong giới trẻ. Từ một nàng hot girl mờ nhạt, người đẹp nay lột xác và được khen hết lời bởi tài năng khi từ người mẫu thời trang đến diễn xuất đều có thể đảm nhận. Quỳnh Anh xin tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996. Quỳnh Anh xin là hot girl đồng thời cũng kim luôn fashionista nổi bật ở Việt Nam. Bên cạnh đó, người đẹp còn lấn sân diễn xuất trong một vài bộ phim và để lại ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, lĩnh vực thành công nhất của cô nàng Quỳnh Anh xin vẫn là thời trang người mẫu. Cô khá chăm thay đổi phong cách của mình để trở nên mới mẻ và độc đáo hơn, từ đó có sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Vào thời điểm 2010, phong cách dễ thương tóc búp bê, mặc bầu bỉnh đang trở thành trào lưu hot trên mạng xã hội, thì Quỳnh Anh xin cũng là gương mặt khá nổi trong số đó. Cô nàng nổi tiếng trong cộng đồng hot girl miền Bắc, thành viên của bộ ba sát thủ nổ rần rần trong trường trung học thời điểm đó. Ngoại hình dễ thương cùng phong cách ăn mặc cổ điển nổi bật đã giúp Quỳnh Anh xin thành mẫu ảnh đắt show. Cô có mặt trong nhiều bộ ảnh cho tuổi teen đến ảnh thời trang. Từ những năm học cấp 3, cô đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Sở hữu gương mặt bầu bỉnh dễ thương, không ai là không biết đến cô nàng. Quỳnh Anh xin bắt đầu tham gia vào truyền hình năm 2015 và để lại dấu ấn đặc biệt. Vai diễn Tường Vi trong phim 5G Online đã chính thức tạo thành bước đệm cho sự nghiệp của cô. Lúc bấy giờ, cô còn được chú ý bởi chuyện tình cảm đáng mơ ước của cô và chàng hot boy điển trai Bê Trần. Tuy nhiên, sau 3 năm yêu nhau thì cặp đôi đã chia tay trong sự nuối tiếc của nhiều khán giả. Sở hữu gương mặt đẹp, Quỳnh Anh xin tham gia nhiều sự kiện quảng cáo đóng phim. Cô cũng chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình. Sau đó, Quỳnh Anh xin dần lấn sân vào showbiz với việc tham gia sự kiện quay quảng cáo đóng phim. Sang đến năm 2015, phong cách thời trang của Quỳnh Anh xin đã thay đổi rõ rệt, không còn là mái tóc dài màu đen hay màu nâu đơn giản mà cô nàng phá cách với đủ màu sắc khói bắt mắt, lên đồ cũng tháo bạo, có tính độc đáo hơn. Quỳnh Anh xin sau đó nam tiến để phát triển sự nghiệp, cô bắt đầu gây chú ý bởi phong cách ăn mặc cực thời trang và hướng bản thân trở thành fashionista trẻ trung mới mẻ. Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn này của Quỳnh Anh xin. Xa đến hiện tượng It Girl, thời trang cao cấp, lúc này Quỳnh Anh xin nhận được khá các lời hợp tác từ thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới và có nhiều chuyến công tác nước ngoài. Xinh đẹp và giỏi giang, chuyện tình cảm của cô nàng Quỳnh Anh xin đang rất được chú ý. Bên cạnh chuyện tình gà bông với hot boy Bê Trần, Quỳnh Anh xin sau đó được nhiều người nghi vấn đang hẹn hò với ca sĩ Will. Sau nhiều đồn đoán, cả hai cũng công khai xuất hiện trên truyền thông, nhưng chuyện tình này không được nhiều sự ủng hộ. Cuối cùng, chưa đầy một năm hẹn hò, cả hai chia tay trong ồn ào. Đỉnh điểm là việc Will đưa ra lời nói yêu Quỳnh Anh xin là sai lầm của cuộc đời mình. Thời điểm yêu Will, Quỳnh Anh xin và bạn trai luôn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và lời nói ngọt ngào trên mạng xã hội. Thế nhưng yêu bao nhiêu thì đến khi chia tay lại ồn ào bấy nhiêu. Will lên truyền thông nói rằng cuộc tình với hot girl Hà Thành là một sai lầm. Tôi nghĩ đó là một sai lầm của cuộc đời mình, có lẽ tôi chọn không đúng người. Quỳnh Anh xin lúc ấy tròn 19, còn rất trẻ con, mà ai 19 tuổi cũng như vậy, nên việc mắc sai lầm và vấp cũng là điều bình thường, không có gì đáng trách. Cựu thành viên 365 nói, phát ngôn của tình cũ khiến Quỳnh Anh xin một thời gian dài bị ném đá, soi mói, đàn mẫu cũng trở nên kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm. Sau đó Quỳnh Anh xin được cho là hẹn hò trong thầm lặng với một vài thiếu gia đình đám, nhưng nữ người mẫu chưa từng chia sẻ hay thừa nhận. Nhắc đến những ồn ào lớn nhất của Quỳnh Anh xin, có lẽ chính là câu chuyện người yêu cũ bạn thân với Chibu. Cả hai từng nổi tiếng là cặp bạn thân xinh đẹp, có phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và chơi thân từ khi chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen đến lúc cùng nam tiến. Trước đó, chia sẻ trong một talk show, cả Quỳnh Anh và Chibu đều khẳng định không yêu tình cũ của bạn bè vì đó là điều tối kỵ. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2020, thông tin tình bạn giữa Chibu và Quỳnh Anh xin rạn nứt vì Chibu được cho là đang hẹn hò với người yêu cũ Quỳnh Anh xin là một vị thiếu gia Hà Thành tên H, bắt đầu rầm rộ trên mạng xã hội. Cũng từ khi tin đồn nổ ra, cư dân mạng phát hiện Quỳnh Anh xin đã unfollow Chibu trên Instagram, đồng thời đăng story bóng gió giữa đêm khuya. Đáng chú ý, dòng trạng thái đêm 20 tháng 6 của người đẹp sinh năm 1996 là giống hệ status mà Gilde từng đăng sau khi Chibu chia sẻ về tình cũ trong một dự án âm nhạc. Tạm dịch, hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội. Dòng trạng thái được cho là Quỳnh Anh xin đang mượn status của Gilde để đá xéo Chibu. Thậm chí, Quỳnh Anh xin cũng thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa mình và người chị em thân thiết. Khi một dân mạng bình luận, em thích chị lắm nên hy vọng thà chuyện chị với Chibu là thật, chứ nếu chị làm vậy chỉ để tạo scandal thì thất vọng lắm. Quỳnh Anh xin đã trả lời, không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu em nhé. Đến nay, cặp chị em đình đám một thời vẫn cạch mặt nhau và hạn chế nhắc đến đối phương trước truyền thông. Thời điểm chuyện tình yêu tình bạn của Quỳnh Anh xin đang là đề tài nhận về rất nhiều quan tâm khi sau đó một diễn đàn bất ngờ chia sẻ bức ảnh chụp màn hình bài đăng Instagram story của tài khoản được cho là tình cũ của Quỳnh Anh xin. Theo đó dẫn lại đường link bài báo của Quỳnh Anh xin với phát ngôn tình bạn muốn bền thì không nên yêu lại người yêu cũ của bạn. Tài khoản này mỉa mai, em à, bền hay không thì cũng không đến lượt em đánh giá đâu nhé. Hãy tự xem lại nhân phẩm của mình trước khi đi đánh giá người khác. Chứ còn cái loại mà đi dắt trai về nhà mà người yêu thuê cho khi còn chưa chia tay thì cũng hơi bị kỳ đấy. Thực hư nội dung bài đăng ra sao cũng chưa được xác thực bởi tài khoản trên sau đó đã tạm khóa. Thậm chí có ý kiến cho rằng thực chất đây chỉ là trò đùa của ai đó chứ không phải lời chàng thiếu gia này. Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Anh xin vẫn là tên tuổi được giới trẻ chú ý và là gương mặt được nhiều nhãn hiệu thời trang ưu ái. Sau nhiều ồn ào, cô trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm và không cần công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội như trước.